Lan Rừng Nguyễn Lâm xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 2019. Ngày hôm nay chúng ta có một trận tranh huy chương vàng giữa Việt Nam và Indonesia thì chắc chắn là đội tuyển của chúng ta sẽ giành chiến thắng và chúng ta sẽ giành được huy chương vàng môn bóng đá nam. Và nếu điều đó xảy ra thì chúng ta rất là vui và sẽ có những cái trận bão đêm ở ngoài đường các anh chị và các bạn thì cũng mong rằng các anh chị hoặc là các anh chị chúng ta có con em mà chúng có đi ra ngoài đường đó thì chúng ta nên cẩn thận một chút ha. Tại vì mỗi lần mà có những cái thông tin mà chiến thắng như thế này mà có những cái trận bão đêm như thế này thì mỗi lần sáng ra xem báo thì đều thấy tai nạn, thì cũng mong các anh chị và các bạn chúng ta cẩn thận một chút thì mình có điều nhắc nhở như vậy. Trong phiên bán hàng ngày hôm nay thì mặt hàng Lan Ký tụi em lại tiếp tục về một lô hàng kiều vuông của rừng Cát Tiên vừa mới về luôn nha các anh chị nha. Và hàng thì ngày hôm nay hàng ký mình chỉ có như vậy thôi, có hàng kiều vuông của rừng Cát Tiên và giá tụi em bán giá nó cực kỳ bình dân, 230.000 một ký nha các anh chị. Cái loại này thì cái thân của nó dài hơn so với hàng Lào, cũng như là những cái chuỗi hoa của nó sẽ rất là dài hơn so với hàng Lào và đẹp hơn nhiều lắm. Thứ hai nữa là nó cũng là hàng của rừng Cát Tiên mình, cho nên là đúng ra là những cái loại này bình thường mình bán là 300.000 một ký nha các anh chị. Nhưng mà đây là những cái lô hàng cuối mùa, tức là cuối mùa mưa thì cây của nó hơi tóc một chút. Tuy nhiên là nó sẽ nhẹ cân hơn. Và giá tụi em bán thì nó vào cuối năm nó sẽ rẻ. Nhưng các anh chị thấy cái thân này nè, nó hơi tóc một chút. Mà cái vòi hoa cũ của nó nè, nó dài, rất dài luôn các anh chị thấy không? Cho nên là kiều vuông của rừng Cát Tiên Việt Nam mình nó rất có giá trị và nó đẹp. Loại này thì nó nở Tết, thì vài hôm nữa thì mình sẽ bán cái loại mà đã thuần chậu về cho các anh chị và các bạn chúng ta chơi Tết ha. Ở đây là hàng rừng mới khai thác, giá là 230.000 một ký. Còn sau đây là một số mặt hàng va cho các anh chị và các bạn sưu tầm ha. Như cái hình ảnh này là hai cái cây hồng mỹ nhân vừa rồi mình có quay cho các anh chị và các bạn xem á. Thì hôm vừa rồi mình bán một cái cây lớn này thì có anh Việt anh ở Đà ngoài Quảng Nam mà anh đã đặt rồi. Thì ngày hôm nay là mình sẽ cắt hai cái cây này xuống và kiểm tra thì thấy cái cây nhỏ nó cũng đã có rễ và Nguyễn cũng sẽ cắt ra và xuất bán luôn cái cây nhỏ này luôn nha các anh chị ha. Cả hai cây đều có rễ hết rồi. Những cái cây này thì Nguyễn sẽ cắt chứ không có lách nha các anh chị. Nó sẽ cắt ra như thế này. Thì ở đây là một cặp. Thì Nguyễn sẽ cắt tiếp ra làm đôi. Thì cái cây lớn á, vừa rồi bán 32 triệu thì đã có anh Việt anh mua. Đây là cây hồng mỹ nhân nha các anh chị ha. Thì ngày hôm nay Nguyễn sẽ tiếp tục Nguyễn bán luôn cái cây nhỏ này luôn. Cái tay của Nguyễn mới bôi keo cho nên là nó hơi dính cái keo đen một chút. Ở đây là cái cây lớn anh Việt anh mua nè. Thì đã có rễ và Nguyễn sẽ cắt ngay chính giữa của cái đoạn này đó, tức là nó có kèm theo thân mẹ để gửi đi cho các anh chị ha. Đó, và cái cây nhỏ thì nó cũng đã nhú rễ. Kích thước thì cái cây nhỏ này nó được hơn 2 cm một chút nha các anh chị ha, tầm 2 cm. Và nó có nhú một cái rễ và những cái rễ con sắp ra thì nó cũng đã có răng cưa hết rồi. Còn cái kia của anh Việt thì nó khoảng tầm 3 cm nha. Khi Nguyễn giao kỳ cho các anh chị á, thì Nguyễn sẽ bôi keo về các anh chị và các bạn chúng ta kỹ lưỡng hơn. Các anh chị nên bôi thêm một lần nữa cho nó đừng có bị thối úng cái thân mẹ nha các anh chị nha. Cây hồng mỹ nhân nhỏ bên trên á, là Nguyễn sẽ bán với giá 25 triệu nha các anh chị. Cây 2 cm, chuẩn mặt hoa hồng mỹ nhân luôn nha các anh chị nha. Rồi, cây nhỏ đó giá là 25 triệu, còn cái cây lớn thì đã bán rồi. Ngày hôm nay thì mình cũng có một số cái cây hàng đột biến cho mọi người sưu tầm.
Ở đây thì có năm cánh trắng lâm thồn, có cây gái nhảy, cây di linh trắng, cây củ chi, cây long điền, cũng như là cây đùi gà chết. Thì ở Đan Vĩnh có một cây lâm thồn. Các anh chị và các bạn biết là kênh Lan Trần Nguyễn Lâm, tất cả những cái cây mà tụi em bán hàng va cho các anh chị là những cây tụi em tự làm trong vườn hết nha các anh chị nha. Riêng đặc biệt là hàng va, tụi em không có mua trôi nổi từ vườn này qua vườn kia, nên là độ chuẩn cây là tuyệt đối nha các anh chị. Cây năm cánh trắng lâm thồn này giá là 13 triệu nha các anh chị. Cây này thì nó được 9 cm nha. Cái lớp vỏ thông mặt này là Nguyễn vừa mới thay này các anh chị nè. Cái vỏ vỏ thông vụn, đây không phải là mặt cưa nha các anh chị. Đây là lớp vỏ thông vụn đã được xử lý và nó rất là khô, nó tốt, tốt hơn là dẫn chi lê nữa. Những cây nào mà đã ra rễ mạnh rồi chúng ta nên phủ cái lớp vỏ thông vụn này lên mặt là rất tốt. Vỏ thông cám á. Đây là cây gái nhảy, cây này thì được 8,5 cm nha các anh chị. Rồi, cây này mình bán với giá là 3 triệu. Cây này thì nó đã vào chậu lâu rồi và rễ của nó ăn mạnh ở trong chậu rồi nha các anh chị nha. Nó là hàng kỳ. Nó còn cái khúc thân mẹ đó. Cây này thì nó rất là khỏe mạnh lắm. Nếu mà các anh chị và các bạn chăm tốt thì cây nó sẽ lên mạnh mập mạp lắm. Cái giống của nó to. Tiếp theo nữa là đây là một cây di linh trắng. Cây di linh trắng thì nó là một cái cây rất là phổ thông ở trong miền Nam. Cây này thì giá là 4 triệu nha các anh chị. Mặt hoa như trên đó. Đây là cây di linh trắng, cái mặt hoa của nó rất là dễ nhận biết và nó khác biệt rất là nhiều so với những cái cây hàng trắng khác nha các anh chị ha. Cây này thì nó của vùng Lâm Đồng, nở vào mùa xuân. Nó là di linh xuân mà đột biến trắng. Còn đây là cây kỳ củ chi. Cây này thì Nguyễn mới vào chậu nha các anh chị. Cặp cây này thì nó gồm hai cây đều 3 cm và giá là 11 triệu. Sở dĩ cây này mà mới vào chậu mà Nguyễn cũng bán là vì cây nó đứng ngọn nha các anh chị nha. Cặp kỳ này là cây nó đã có dấu hiệu đứng ngọn rồi, cho nên là về mặt vận chuyển cũng như là về thì các anh chị và các bạn chăm thì nó sẽ mập hơn một chút và nó sẽ lên mầm gốc mới. Mỗi một mầm này nó được 3 cm nha các anh chị. Cây này thì mới vào chậu thôi. Giá là 11 triệu cho hai cây này. Trong đó thì nó có một cây đã có rễ và một cây chưa có rễ nha các anh chị. Ở đây thì mình có hai cây năm cánh trắng long điền. Cây năm cánh trắng long điền số 1, cây này được 4 cm và giá là 5 triệu nha các anh chị. Năm cánh trắng long điền thì mặt hoa của nó là mũi nó hồng và nó có hai má ửng hồng nhé. Cây kỳ số 1 này thì nó đã trụi lá. Và cây này thì chuẩn bị lên mầm gốc mới nha các anh chị. Tức là nó là kỳ 51 đó. 4 cm cây này thì nó ngừng phát triển rồi. Về chúng ta chăm thì nó lên mầm gốc mới thôi. 4 cm giá là 5 triệu nha các anh chị. Và ở đây cây cây long điền số 2 này được 7 cm. Cây này giá là 7 triệu nha các anh chị. Cây này thì cũng mới vào chậu mà sở dĩ là mới vào chậu mà Nguyễn cũng xuất bán luôn là vì lý do là cây này nó cũng đã đứng ngọn rồi. Thì sau khi tách khỏi những cái thân mẹ là Nguyễn phải cho vào chậu ngay. Cây này thì đã đứng ngọn nha các anh chị. Về chúng ta chăm thì lên mầm gốc mới. Được 7 cm, cây khá là mập mạp nha các anh chị, khỏe. Và ở đây thì mình có một cây đùi gà. Đây là đùi gà dẹt, nó đột biến cánh tia chớp nha các anh chị. Thường thì cây đùi gà nó hoa nó là hoa tím, ở đây là hoa nó là hoa trắng chớp, nó có viền chớp. Thì cây kia này là được lách ra khỏi từ thân mẹ nha các anh chị. Hiện tại cây nó cũng đã có rễ trong chậu nhé.
Cây đùi gà chết này thì giá là 800.000 nha các anh chị, 800.000. Nó dài được tầm 14 cm nha. Ở đây có một cái kỳ năm cánh trắng mắc nai, năm cánh trắng mắc nai nằm trên một cái thân thân mẹ. Cái thân này là cái thân đã ra hoa nha các anh chị. Và các cái mắc của nó thì mình cũng đã khai thác hết rồi. Thì mình để nguyên cái thân già này, nó còn bao nhiêu sức thì nó tiếp tục nó nuôi cái cây này đã đứng ngọn nha các anh chị. Và đã có rễ. Cây này nó dài được tầm 5 cm ha các anh chị ha. 5 cm. Và cây đã ra rễ mạnh rồi nè các anh chị. Về thì chúng ta để nguyên cái thân này cho nó mạnh, trồng vào chậu. Cây này thì mình bán với giá là 2,5 triệu nha các anh chị. Cây nó đứng ngọn rồi, về chúng ta trồng thì nó lên mầm gốc mới. Hôm nay thì mình bán cây này giá rẻ thôi, tại vì giống năm cánh trắng mắc nai trong vườn tụi em có nhiều lắm. Có những cây nào mình có giống nhiều thì tụi em cố gắng làm giá cho nó rẻ cho mọi người chơi. Còn những cây nào thì cây tụi em đang làm giống mà chưa có nhiều, và tụi em mua những cái giá từ ban đầu nó cao á, thì khi sau khi tụi em thu hồi vốn rồi thì những cái kỳ về sau tụi em làm giá nó sẽ rẻ hơn. Còn về mặt giá cả thì tụi em không có theo giá thị trường ha các anh chị. Ở đây là Nguyễn có cái chậu lộc bắc số 1 và hai cái kỳ lộc bắc. Thì hiện tại chậu lộc bắc số 1 này Nguyễn bán với giá chỉ có 5 triệu thôi. Sở dĩ nó như vậy là tại vì cây nó rất là lớn nha các anh chị. Đây là một cây lộc bắc chuẩn vùng Lâm Đồng, rất là lớn và cây đi ngọn. Hiện tại nó có mầm gốc đó nha các anh chị, mầm gốc đã có rễ và thân mẹ cũng đang đi. Cây này là một cây nó phát triển chu kỳ sinh trưởng của nó nhiều năm, và cây đặc điểm nhận dạng của nó là nó có khuyết ở đầu lá đó các anh chị, khuyết sâu ở đầu lá và đốt ngắn, thân mập. Cây này thì nó nếu mà phát triển mạnh á, theo nhiều năm thì nó có thể dài 3-4 mét, thậm chí 5 mét là bình thường nếu các anh chị và các bạn chúng ta chăm tốt nha. Thì cái cây này nó dài được 77 cm. Như bình thường ngày trước tụi em vẫn bán là 150.000 cho 1 cm, rồi có khi thì 100.000 cho 1 cm. Hiện tại thì cây đó 77 cm nhưng mà mình bán chỉ có 5 triệu thôi, tại vì giống mình có nhiều. Ở đây cây lục bắc số 2 nè, cây này thì giá 800.000, nó là cây năm 2 nha các anh chị. Nó khoảng tầm 5-6 cm gì đó. Và cái kỳ năm 2 này thì mới nhú rễ nha các anh chị nha. Đó, nó vừa mới nhú rễ cho nên là Nguyễn tách ra khỏi chậu luôn, để đóng hàng đi cho nó gọn. Để cây này thì về các anh chị trồng tiếp tục thì nó vẫn ổn định thôi. Ở đây là kỳ lục bắc số 3, giá là 800.000. Cây này thì nó đang lên mầm và chưa nhú rễ nha các anh chị. Đang lên mầm năm 2 và chưa nhú rễ. Tuy nhiên là về các anh chị trồng bình thường khỏe lắm, cái loại này nó rất là mạnh cho nên là không lo cái chuyện ra rễ đâu. Tại vì nó mọc tự nhiên rồi từ từ nó cũng sẽ ra rễ sau thôi. Và ngay sau đây thì mình cũng cho các anh chị nào chưa biết về cây lộc bắc thì chúng ta xem lại mặt hoa cây lộc bắc nha các anh chị. Cây này thì mặt hoa nó cũng rất đẹp như thế này nha. Nó cánh nó màu hồng, nó là cánh bầu tròn, ngắn, lưỡi tròn, hai mắt rõ, phân thùy, họng sạch. Đó là đặc điểm về hoa. Hoa đẹp như vậy. Còn đặc điểm nổi trội của nó là về thân lá là cây đi ngọn mãi. Các anh chị trồng từ năm thứ 2 trở đi, điều kiện dinh dưỡng tốt thì cây nó bắt đầu nó đi ngọn mãi luôn nha các anh chị. Đó, tất cả các cái ngọn của nó đều đang đi. Thân mẹ, thân con, thân cháu đều đang đi ngọn hết cả. Nó vừa đẹp về thân lá và vừa đẹp về hoa. Cây này thì cái đốt của nó rất là ngắn nha các anh chị. Ngắn cho nên là khi mà nó đã phát triển nhiều năm thì cái độ dài của nó cũng tăng từ từ chứ nó cũng không tăng một cách đột biến. Tại vì là cái đốt của nó ngắn nha các anh chị. Lá thì nó có khuyết sâu ở trên đầu lá. Đó là đặc điểm nhận dạng của cây giải hạt lộc bắc của vùng Lâm Đồng. Còn về hoa của nó thì nó nở nhiều lần trong năm, tùy theo cái dinh dưỡng cũng như điều kiện thời tiết thích hợp mà cái mắt ngủ của nó bung ra và ra hoa ở dọc trên thân nha các anh chị. Cây riêng cây này thì trong vườn tụi em có giống rất là nhiều,
Cho nên là hôm nay thì về cái giá của nó, tụi em đã làm được nó thấp hơn rất nhiều so với thị trường. Và cuối cùng thì mình có những cái cây giả hạt tím Huế. Giả hạt tím Huế mặt hoa nó rất là đẹp. Về sau video này mình sẽ cho các anh chị và các bạn xem lại ha. Trước hết là đây là một cái chậu giả hạt tím Huế hàng Ki năm 2, giá là 500 nghìn. Thì cái năm nhất nó có một cục bi thôi, năm thứ hai nó lên được ba cái mầm gốc nè các anh chị, đó 1, 2, 3. Thì về các anh chị và các bạn chúng ta tách chậu, các anh chị trồng lại ha. Cây này thì đã rễ nó ăn trong chậu này rồi, do tụi em trồng vào cái chậu nhỏ để đóng hàng đi cho nó dễ. Còn về các anh chị và các bạn chúng ta nên trồng như thế nào thì theo ý của các anh chị nó sẽ đẹp hơn ha. Còn ở đây thì tụi Nguyễn chỉ trồng trong cái chậu nhỏ để đóng hàng đi cho nó gọn nhẹ thôi. Đó là cây tím Huế số 1 ha. Và chậu tím Huế, đây cái giò tím Huế số 2 này được tách khỏi chậu nè. Và ghép vào cái bảng dớn thì cái giò số 2 này đó, là rễ nó đã bắt đầu bám vào cái bảng dớn nè các anh chị thấy chưa. Cái giò số 2 này giá là 3 triệu thì nó gồm 3 cái thân đang đi ngọn nha các anh chị. Gồm 3 cái thân đang đi ngọn. Thì trong đó có hai cái thân nhỏ và một cái thân lớn. Anh chị nào mua cái giò này thì về chúng ta có thể chơi hoa. Hoa nó thì nó là hoa nở hè nha các anh chị. Tím Huế thì nó là dòng hoa hè, không phải là xuân như các cái dòng Di Linh. Đó, cái thân này thì nó dài khoảng tầm 80 cm và hai cái thân còn lại thì nó dài khoảng tầm 30 cm nha. Thì đây là cái giò cây lớn rồi cho nên là giá trị nó cao, 3 triệu cho cái giò này. Thân lớn nhất là được khoảng trên 80 cm luôn nha các anh chị, ngọn vẫn còn đang đi. Đó là giò tím Huế số 2. Và cuối cùng là giò tím Huế số 3, giò này thì nó có một cái thân dài thôi, giò này giá là 2 triệu. Giờ này thì đó cái phần rễ của nó ha, mới tách ra. Tách ra khỏi cái giò lớn á. Anh chị nào mua cái giò này thì về cũng có thể xem hoa được vào mùa hoa của nó nha các anh chị. Đó, cái thân của nó dài cũng khoảng 80 cm nha. Dài. Giá là 2 triệu. Và ngay sau đây thì Nguyễn cũng cho các anh chị và các bạn xem lại những cái mặt hoa giả hạt tím Huế mà vào mùa vừa rồi nó nở đó. Mình cũng giữ lại cái video để cho mọi người xem lại. Đây các anh chị, mặt hoa tím Huế, lưỡi tròn, lông rất là đẹp, cánh tím viền. Và cái lưỡi của nó các anh chị thấy không? Rất là tròn, hai mắt của nó như vậy. Đây là mặt hoa giả hạt tím Huế, rất là dễ mà nhận dạng nó so với lại những cái mặt hoa khác ha. Cánh của nó thì là cánh dạng như cánh sáp. Đó, cánh tím viền như vậy đó. Thì trong video bán hàng ngày hôm nay thì mình chỉ có kiều vuông của rừng Cát Tiên, hàng vừa mới về là hàng lan ký. Thì ngoài ra là những cái mặt hàng sưu tầm, giá bình dân cũng có và giá cao cấp cũng có. Thì em cũng một lần nữa cũng xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam của chúng ta chắc chắn là sẽ chiến thắng trong ngày hôm nay. Và một lần nữa thì mình cũng mong là các anh chị và các bạn chúng ta sau khi ăn mừng chiến thắng thì các anh chị chúng ta cũng vui, đừng có đi bão thì cũng chúng ta cẩn thận một chút ha, đừng có để xe tai nạn nó xảy ra rồi nó ảnh hưởng đến gia đình. Và xin chúc các anh chị và các bạn chúng ta xem một trận đá banh rất là vui, và bản thân Nguyễn thì tự tin là đội tuyển Việt Nam của chúng ta chắc chắn là sẽ chiến thắng và giành huy chương vàng. Nguyễn xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video bán hàng tiếp theo nha.